Người người đứng đợi chờ một màu lam thương nhớ, hỏi thăm ai cũng biết tôi lên đường tòng chính. Giờ tôi nghiệp linh, đời tôi đã hướng kiếp phong trần rồi bạn. Ngoài biển khu hay hành quân rừng xa, bàn tay sạm nắng cháy không còn như ngày xưa. Khoảng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm trời thanh, nằm chung chuyện vãn chút tâm sự riêng lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhẹ rồi tài.